Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu Hello. thêm một thảo dược thực phẩm chức năng dùng rất tốt cho sức khỏe, đó là hoạt huyết nhất nhất, hoạt huyết trị tiểu năng tuần hoàn, mà dùng cho những người lớn tuổi bị suy nhược thần kinh, bị suy giảm trí nhớ rất là tốt. Người trẻ dùng thì cũng tốt để tăng cường trí nhớ. Chức năng tác dụng là bổ huyết, hoạt huyết. Gia đình là trị các chứng huyết hư, ứ trệ, phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn não, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh. Thiểu năng tuần hoàn ngoại vi, đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay. Thể huyết ứ, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh do huyết ứ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị sơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não. Liều dùng ngày dùng 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên với bệnh mãn tính nên uống liên tục ít nhất 3 tháng, chú ý với từng bệnh nhân cụ thể. Nếu hiệu quả hoặc huyết nhất nhất phải có tác dụng rõ rệt sau 10-15 ngày sử dụng. Nếu không thì tham khảo ý kiến thầy thuốc về việc tiếp tục hay ngưng dùng để khỏi lãng phí. Nói chung thì thuốc chỉ là trợ phương, chúng ta nên chú trọng cái phần ăn uống là chính. Người xưa có câu bệnh tòng khẩu nhập, hầu hết các bệnh đều do đường ăn uống mà ra. Chúng ta nên ăn theo một lối ăn giản dị có chọn lọc là lối ăn uống tốt nhất. Ăn chay dưỡng sinh là lối ăn uống mà có lợi cho sức khỏe. Nếu ai không ăn chay được thì giảm từ từ. Ăn mặn thì chúng ta chỉ nên ăn cá nhỏ tép nhỏ thôi, không nên ăn thịt cá những con lớn, nhưng ăn chay vẫn là tốt nhất. Còn về thuốc thì chúng ta nên dùng thuốc đông y sẽ có lợi cho sức khỏe hơn, về lâu dài không có sợ tác dụng phụ. Đông y thì trị được tận gốc bệnh mà không có tác dụng phụ, còn tây y thì chỉ trị điều trị được triệu chứng của bệnh nhưng là có tác dụng phụ. Nói chung phòng bệnh hơn chứ bệnh sức khỏe là vàng. Khi còn sức khỏe chúng ta hãy cố gắng sống một đời sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, thuận theo tự nhiên, đúng giờ đúng nhất, hạn chế thức khuya, hạn chế ăn khuya, không dùng những thứ có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá, cà phê, hạn chế không dùng những thực phẩm công nghiệp, những đồ đóng hộp, đóng chai, đóng lon, những đồ đông lạnh, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, vân vân. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.